mời các bạn đến với câu chuyện Ma Thổ Đèn của tác giả Thiên Hạ Bá Sướng, tập thứ 6, Nam Hải Quy Khư, chương thứ 46, Đỉnh Cổ. Trong cây san hô hóa thạch khổng lồ, đột nhiên xuất hiện vô số rào nhân, ngỡ như một cơn lốc đen nghịt thình lình cuộn lên nơi đáy nước. Những con bậc quỷ ở gần đấy trốn chạy hơi chậm một chút, liền bị lũ rào nhân nuốt chửng. Quầng sáng màu lam tối chập chờn như lửa mặt trời, chỉ nháy mắt đã hóa thành muôn ngàn sao băng bắn vụt đi. Cả một mảng san hô màu sắc rực rỡ đã bị dòng chảy dữ dội kia nhuộm hoàn toàn sang sắc đen khủng khiếp. Cả tôi lẫn Tuyển Béo và Cổ Thái đều không ngờ những hang hốc kia lại thông nhau, đan xen chẳng chịt như tổ kiến. Ngoài thây xác ra, sâu bên trong còn vô số rào nhân vẫn sống sờ sờ ẩn náu. Sự việc xảy ra quá đỗi bất ngờ, song chúng tôi cũng hiểu rõ khó mà đối đầu với chúng, bèn vội vàng ôm mấy cái xác sơ sinh bơi vào cây hàng chỗ rào nhân giấu xác ở sau lưng. Tôi tắt đèn pin, cầm thanh đoàn kiếm thủ ở ngoài, đồng thời lấy cái xác rào nhân bên trong chắn miệng hốc lại. Tuyền Béo và Cổ Thái thì chĩa mũi nhọn vào sâu bên trong. Ba người chúng tôi cảm giác được trong dòng chảy bên ngoài lục nhục số rào nhân bơi lội xung quanh cây san hô, không khỏi thầm kinh hãi. Chỉ sợ nếu chui vào đây chậm chừng nửa bước nữa thôi, lúc này cả bọn đã bị lũ ác quỷ dưới đáy biển đó nghiền nát thành thịt vụn rồi. Sau thời Tần Hán, rào nhân trên biển đã gần như tuyệt tích. Phải cách mấy chục hay cả trăm năm mới có tàu thuyền tình cờ bắt gặp. Nghe nói rào nhân toàn là giống cái, không sinh sản bằng cách đẻ trứng, mà đẻ ra thứ dị chủng nửa thai nửa trứng. Các nhà khoa học cũng không thể giải thích làm sao chúng có thể sinh sôi nảy nở đến tận bây giờ. Trong các truyền thuyết khác nhau của dân Chài và dân Mỏ Ngọc, rào nhân được mô tả là cực dâm, có thể lên bờ giao hợp với người. Song mấy chuyện này đều không đáng tin. Thời xa xưa, cá mập cũng được coi là dao. Có điều đây là một sự hiểu lầm. Tướng mạo của dao xấu xí hùng ác, lại có chi trước khá giống với tay người. Vào những năm xuân thu chiến quốc, đã có người bắt sống được rào nhân chế làm đèn dầu. Người phương Tây cho rằng giống này là một loại nhân ngư. Song trên thực tế, nhân ngư đa phần sống ở Đông Hải. Ở Nam Hải này rất ít, nhưng cũng không thể nói là không có. Nhân ngư là một loài cá bốn chân có hình dạng giống người, sống rất lâu, tính tình linh động, có thể đạp sóng lướt trên biển. Thịt ăn vào chỉ được bách bệnh, lại còn kéo dài tuổi thọ. So với rào nhân chỉ có lấy mỡ làm đèn trường sinh thì quý giá hơn nhiều. Nhân ngư rất hiếm quý, nhưng thời nay bắt gặp còn nhiều hơn cả rào nhân. Dù chưa ai bắt sống được con nhân ngư nào, song cũng liên tiếp có người nhìn thấy. Chứ rào nhân thì cả trăm nghìn năm nay gần như đã tuyệt tích rồi. Thật không ngờ ở trong hồ nước cách biệt với thế gian này lại còn nhiều rào nhân sống như thế. Tôi lấy tay che ngọn đèn pin, dần dần chiếu vào xào huyệt chẳng chịt của bọn rào nhân ở bên trong. Thấy lối thông rất chật hẹp, chỉ có lũ rào nhân nhỏ bé mới có thể chui ra chui vào. Mấy chúng tôi căn bản không thể qua được. Xem chừng nếu cứ mạo hiểm tiến vào, chỉ sợ mắc kẹt, tiến thoái lưỡng nan thì khốn. Tuyền Béo tự cho rằng mình kinh nghiệm phong phú, đánh tay giả hiệu, ý bảo chúng tôi chi bằng dùng thuốc nổ, nổ chết một đám rào nhân, rồi nhân lúc hỗn loạn mở đường máu rồi trôi lên mặt hồ. Cổ Thái vừa nãy bị rào nhân chụp cho một phát, để lại nằm vệt máu trên cổ tay, trong lòng đã bùng lên lửa giận hừng hực. Lúc này chỉ muốn cầm dao xông ra bắt sống một con rào nhân cho nó biết thế nào là dao trắng đâm vào, dao đỏ rút ra. Tôi đập một cú lên đầu Cổ Thái, bảo đừng cậy sức khỏe mà xông ra tự tử. Cho dù toàn thân cậu ta bằng thép thì cũng làm được mấy cân đình đầu chứ. Sau đó tôi nhận thuốc nổ từ tay Tuyển Béo. Một kế hoạch táo tợn dần dần được hiện lên trong đầu. Chúng tôi đang chuẩn bị hành động, đột nhiên mấy cái xác rào nhân chặn ở ngoài bị thúc mạnh bật tung. Kế đó một cái đầu rào nhân đen đúa thò vào. Tôi chửi thầm, bọn quái này đến cũng nhanh thật. Thanh đoạn kiếm trong tay tức thì đâm tới, mũi kiếm xuyên từ khoan miệng lên đỉnh đầu con rào nhân. Trong cái hốc nơi chúng tôi ẩn nấp,
cuộn lên một làn máu thẫm đục. Ánh đèn pin liền khuất mở đi, hai mắt không thấy gì. Tôi đành rút kiếm trở về, nhắm ra phía ngoài đâm nhầu thêm mấy phát. Cùng chẳng hiểu là đâm trúng con rào nhân hay là đâm trúng cái thứ gì khác nữa. Giữa làn nước đục ngầu lại thấy lấp lóa vài đốm sáng lạnh buốt. Thì ra cũng giống như các loài cá khác, để thích ứng với môi trường khắc nghiệt nơi này, các sinh vật sống ở đáy biển hoặc phải phát triển xúc giác cực độ, hoặc phải có đôi mắt tiến hóa đột biến. Rào nhân thuộc loại thứ hai, mắt chúng gần như lồi hẳn ra ngoài tròng, tựa như bộ thiết bị phát sáng tự nhiên. Những đốm sáng lạnh buốt ánh lên vẻ hung tàn bên ngoài, chớp chớp nháy nháy. Thật cái đã lại có thêm vài con rào nhân tới chắn ở cửa hàng. Bà chúng tôi dùng vũ khí của đàn nhân thời cổ, lợi dụng địa hình chật hẹp, lần lượt rứt sạch bọn rào nhân chui vào. Nhưng sức người và dưỡng khí đều có hạn, bọn rào nhân ở quanh hóa thạch san hô khổng lồ lại quá đông đảo, lại không phải thứ động vật sâu xé ăn thịt thi thể đồng loại như lũ cá mập, chỉ thèm máu người thịt người thôi. Nên cứ kéo dài thế này, sợ rằng chúng tôi cũng khó mà cầm cự lâu. Hơn nữa, chỉ trong chốc lát đã thấy lũ rào nhân tầng tầng lớp lớp vây kín ở bên ngoài, đến còn tép dìu e cũng khó mà thoát ra. Tuyên Béo nhặt cục thuốc nổ tôi đánh rơi lên định cho nổ. Tôi trông thấy cậu ta hành động, trong lòng không khỏi trào lên một cảm giác tuyệt vọng. Giờ đúng là gọi trời, trời không thấu, gọi đất, đất chẳng linh. Thần không ngờ đã vượt qua được bao nhiêu gian nguy, đến chốt này lại lật thuyền trong mương rạch. Có điều đã lâm vào bước đường cùng, thà nổ một phát cho ngọc đá cùng tan, tiện thể lôi theo mấy con rào nhân xuống địa phủ, lọt lừng cũng còn hơn là bị chúng phân thây xẻ thịt ngay tại trận. Tuyền Béo vừa nắm được khối thuốc nổ, bất thình lình một con rào nhân lướt qua cạnh tôi, bổ tới cổ Thái. Một người một quái quấn lấy nhau va mạnh vào Tuyền Béo, khiến khối thuốc nổ trên tay cậu ta rơi mất. Cổ Thái ở trên bờ hiền lành đủ đờ, nhưng hễ xuống nước là trở nên hung hãn chẳng kém gì lũ thủy tộc hung tàn khát máu nhất. Càng thấy máu thì sát khí càng bốc lên ngồn ngột. Cậu ta giơ lưỡi rào lưỡi còng lên chắn vào miệng con rào nhân. Còn ác ngư cứ thế cắn bừa, đâm liền mấy phát vào lưỡi rào sắc bén, cằm dưới bị cắt lìa mấy miếng. Thế nhưng nó vẫn không hề rụt lại, mà càng lao lên hung hăng hơn gấp bội phần. Tôi đang vùng đoạn kiếm chặn một con rào nhân vừa chui vào, thấy cổ Thái bị con ác ngư bám chặt không sao rằng thoát ra được, bèn nhanh tay chụp lấy con mắt vằn đầy tia máu của con rào nhân đang giằng co với cậu ta, giật mạnh một phát bật tung cả con mắt lồi của nó. Con rào nhân không chịu nổi, vội lượn ra ngoài, nhưng trong cơn đau đớn móng vuốt khô loạn cào trúng cái túi đựng đồ cổ Thái đeo bên mình. Vuốt rào nhân cực sắc, chỉ sượt qua một cú đã dần rách toác cái túi, xác đứa trẻ sơ sinh bên trong liền rơi tuột ra ngoài. Tuy bốn phía ngầu máu tanh, tôi vẫn nhác thấy dường như cơ mặt của cái xác trẻ con ấy lại khẽ co lại, phảng phất như nó đột nhiên sống dậy vậy. Cả lũ rào nhân bao vây bên ngoài tựa như gặp phải ôn thần ác quỷ, vội bỏ chạy toán loạn, chỉ trong chớp mắt đã biến sạch. Tôi vội chụp lấy cái xác trẻ con dị hình, đưa mắt nhìn Tuyền Béo và cổ Thái. Tuy đeo kính lặn, song thần sắc kinh ngạc trên mặt cả bọn vẫn không giấu nổi. Lũ rào nhân hung ác, dù là cá voi lòng vương lớn nhất, khỏe nhất vùng biển sâu, cả phải đàn rào nhân lớn như vậy, chắc chắn cũng sẽ bị gặm trở thành một đống xương trắng. Sao lũ chúng vừa trông thấy cái xác trẻ con đã quay đầu chạy tít như thế? Quả tim tôi bất giác đập loạn lên mấy nhịp. Tôi cúi đầu nhìn cái xác dị hình trên tay. Trong ánh sáng lờ mờ hắt xuống mặt nước dập dành, cái xác hệt như đang sống. Có lẽ thai nhi bị nguyệt thực làm cho dị hình dị dạng này, bản thân đã có một loại khí phá nguyệt. Chính bởi thế, rào nhân cũng như các loài thủy tộc khác, chẳng con nào là không tham luyến tinh hoa của mặt trăng. Vừa thấy xác trẻ sơ sinh bị ảnh hưởng bởi nguyệt thực gây ra thai biến, liền như gặp phải rắn rết, hốt hoảng tháo chạy. Tình hình dưới nước hiện tại rất phức tạp, tôi cũng không kịp nghĩ ngợi gì nhiều. Dẫu sao thì ba cái xác trẻ sơ sinh này giờ đã thành bùa hộ thân cực kỳ linh nghiệm của chúng tôi, phải nhân cơ hội này để lặn sâu xuống dưới tìm kiếm cái đỉnh cổ kia mới được.
Ghi đoạn tôi và Tuyền Béo cũng lấy cái xác trẻ con trong túi ra. Ba người ôm bà xác, lần mò chui ra phía ngoài hốc. Bọn giao nhân vừa chạy tứ tán, bọn mực quỷ đông vô số kẻ kia lại bắt đầu tụ tập bơi tới. Đàn mực quỷ này thoạt trông như thể một đám tinh linh, tỏa ra một quầng sáng nhàn nhạt chiếu lên cây san hô, khiến nó trở nên trong suốt như thủy tinh cung của Long Vương. Loài mực quỷ này chẳng bao giờ nổi lên mặt nước, song không ưa khí âm của mặt trăng như các loài thủy tộc khác, nên cũng không sợ mấy cái xác trẻ con tàn khuyết chúng tôi ôm theo, cứ thỏa sức uốn éo múa lượn xung quanh mà thôi. Chúng tôi không dám chần chừ, lặn thẳng một mạch xuống dưới sâu. Áng chừng được khoảng hơn 30 mét, quả nhiên trông thấy một cái đỉnh khổng lồ lún sâu trong hóa thạch san hô. Đường kính của cái đỉnh này sợ rằng không hề kém cạnh so với khúc cây kiện mộc kia là mấy. Từ trong lòng đỉnh hóa thạch của một cây san hô khổng lồ mọc trồi lên. Chúng tôi bơi lại gần mới phát hiện ra cái đỉnh khổng lồ này hóa ra là một khối nham thạch thiên nhiên khổng lồ hình cái bồn. Bên trong chứa một bộ mấy chiếc đỉnh đồng nhân tạo, có đến mấy chục sợi xích lớn cỡ thân cây cổ thụ buông rủ sâu xuống đáy nước. Chẳng biết có phải từng dùng để xích vật gì to lớn lắm hay không nữa. Tôi ngoắt tay ra hiệu với Tuyền Béo, bảo cậu ta cái chậu đá thiên nhiên khổng lồ này có giống đỉnh điếc quái gì đâu, bên trong lại còn có răng riếc với đỉnh đồng, thật đúng là quái dị hết sức. Tôi trông thấy mấy thứ này chẳng giống hệ thống chốt lẫy gì hết, mà giống cái bồn cảnh khổng lồ dưới đáy biển hơn. Bọn tôi đã bơi quanh cái đỉnh đá khổng lồ nửa vòng, không phát hiện ra có tiêu ký quẻ trấn nào. Cô không biết nên đặt ba cái xác trẻ con tàn khuyết có khí phá nguyệt ấy vào đâu. Chợt cô Thái ở sau lưng túm chân tôi kéo một cái, chỉ xuống dưới bảo tôi và Tuyền Béo xem thử. Dưới quầng sáng mờ ảo của lũ mực quỷ, chỉ thấy hoa thạch san hô toạc ra một khe nứt rất lớn. Cái khe này vừa rộng vừa sâu, bên trong đen kịt, không có con quỷ mực nào chui vào cả. Thi thoảng lại có một con cá kỳ hình quái dạng ngoe ngoẩy bơi vào, nhưng đều có vào mà chẳng có ra. Quan sát một hồi lâu, chúng tôi cũng không thấy bất cứ vật sống nào chui ra từ khe nứt ấy. Bên trong khe có rất nhiều xoáy nước, chúng tôi ở cách xa cũng cảm nhận được từng đợt lực hút cực mạnh. Bên cạnh khe có một phiến đá lớn, nhìn hình dáng có lẽ là một tấm bia cổ, song bên trên khắc gì thì đã sớm không thể nhận ra được rồi. Tôi ngó nghiêng quan sát cái khe sâu ấy một lúc, rồi hỏi cô Thái xem cậu ta có biết đó là nơi nào không. Cô Thái khua loạn chân tay mãi hồi lâu, mà tôi và Tuyền Béo vẫn không hiểu rốt cuộc cậu ta muốn nói gì. Khe nước quá sâu, lại gần ắt sẽ bị dòng chảy hỗn loạn cuốn đi mất. Tôi thầm nhủ, bộ xương rồng chắc 8-9 phần ở đó, nhưng bên trong hung hiểm khó lường, chúng tôi lại không có thiết bị lặn hạng nặng, khó lòng tiến sâu vào xem xét rõ ràng. Hiện giờ nhiệm vụ hàng đầu là tra rõ chân tướng của cái đỉnh cổ bên cạnh chúng tôi đây, xem lại đây có phải là hệ thống để hải táng cổ thi hay không. Giả sử nó thật sự có thể đưa cương thi nổi lên mặt biển, thì chúng tôi cũng có thể nhân cơ hội ấy bám càng lên theo. Giờ đây đồ dự trữ của chúng tôi đã dùng gần hết sạch, sinh tử thành bại để quyết định trong khoảnh khắc này. Tôi không để ý đến tình hình dưới khe sâu kia nữa, lại tiếp tục cẩn thận quan sát xung quanh cái đỉnh khổng lồ. Trong rừng san hô hóa thạch phía bên kia đỉnh đá khổng lồ lại có một hang động lớn. Tôi và Tuyền Béo phục người bên cạnh đỉnh đá, dè dặt nhìn vào trong miệng hang, đều không phát giác ra điều gì khác thường. Nhưng cặp mắt tinh tường của cổ Thái dường như thấp thoáng thấy một vật thể rất lớn màu đen đang nhô động. Cậu ta ra hiệu bảo bên trong vô cùng nguy hiểm, chúng tôi tuyệt đối không thể lại gần. Tôi và Tuyền Béo thấy cổ Thái có vẻ kinh sợ vật ở trong hang như thế, đoán chắc không phải là thứ tầm thường, thì không dám manh động, vội bơi vào trong cái đỉnh đá. Mực quỷ không chiếu sáng được trong này, chúng tôi đành bật đèn pin lên. Chỉ thấy giữa mấy cái đỉnh đồng lồng cổng toàn bàn kéo
rãnh đồng xích sắt, thoạt trông như một loại máy móc hệ thống gì đó, nhưng không biết phải khởi động thế nào. Tuyền Béo vung vẩy cái xác trẻ con trên tay, ý hỏi tôi cái mớ bỏ đi này nên đặt vào đâu cho phải. Tôi nhìn quanh, thầm nhủ mấy cái xác trẻ con tàn phế từ trong thai bởi nguyệt thực này chắc chỉ có tác dụng đuổi giao nhân dưới nước, chứ chẳng phải dùng để đặt bên trong đỉnh đá khổng lồ. Thứ này nhẹ như bấc, chỉ cần buông tay là nổi lên mặt nước luôn. Đặt vào trong đỉnh e cũng chẳng kích hoạt được nổi cơ quan chốt lẫy gì đâu. Có thể người Đức Hận Thiên thông thuộc tập tính của các loài thủy tộc, biết nhược điểm của giao nhân nên mới sắp đặt mấy cái xác này ở bên trên. Bằng không vùng nước này nguy hiểm như thế, ai có thể lặn xuống đụng chạm cái đỉnh được cơ chứ. Tôi và Tuyền Béo đang chưa biết bước tiếp theo phải làm sao thì cổ thái nhờ vào đôi mắt tinh tường đã phát hiện ra bên dưới cây san hô trong đỉnh đá có thứ gì đó, liền vẫy tay ra hiệu với chúng tôi rồi lập tức bơi lại gần. Bọn tôi sợ cậu ta có chuyện, muốn hét gọi bà cậu ta quay lại cùng hành động. Khôn nội đang ở dưới nước chẳng thể nào mở miệng ra được, định vươn tay ra kéo cậu ta lại thì thằng nhãi này trơn tuột tuột như con trạch, thoạt cái đã bơi lên phía trước mất rồi. Tôi đành tóm lấy một sợi xích đồng, nhanh chóng bám sát theo sau. Bên dưới cây san hô hình như có khóa một cỗ quan tài bằng gỗ màu đen. Chất gỗ tuy tốt nhưng ngầm nước đã bục xốp cả ra rồi, khe chạm tay vào là chóc rụng là tả. Càng lúc tôi càng thấy khó hiểu. Trước thời Tần Hán, người ta đa phần đều dùng quan quách bằng đá, cực kỳ hiếm gặp quan tài gỗ. Mà chất gỗ này cũng rất lạ, thậm chí đây có phải là quan tài bằng gỗ hay không tạm thời cũng rất khó nói. Cái hộp màu đen như than này kích cỡ vừa khéo chứa được cái xác chết của một người trưởng thành, hình dáng lại dài dài vuông vuông, trông rất giống quan tài. Tôi còn chưa kịp quan sát kỹ, Tuyền Béo đã bật tấm ván bùn như bùn nhão già. Bên trong không ngờ lại có một cái xác toàn thân sành ngắt. Ba người chúng tôi thấy thế thầy đều giật bắn mình kinh hãi. Dưới nước sao lại có thứ này được? Chương thứ 47: Chấn kinh Bách Lý. Bên trong cái quách gỗ màu đen có một quầng sáng ảm đạm yếu ớt. Tôi vội chiếu đèn pin vào, chỉ thấy dưới đống gỗ mụn có một người bằng đồng đã rỉ xanh. Người đồng này hình dáng rất giống y quan thi gióng thời cổ, là tứ hình nộm đúc bằng vàng ngọc hoặc đồng thau, được cho mặc y phục thuở sinh tiền của chủ mộ, đặt trong quan tài để thay thế khi vì nguyên nhân nào đó mà chủ mộ chết mất xác. Tôi định thần gạt vụn gỗ trên mặt tượng đồng, dỡ hết mấy tấm ván gỗ mục ra, rồi mới chăm chú quan sát thêm lần nữa. Trong lòng càng thêm nghi hoặc, xem ra cái tượng đồng này không phải y quan thi gióng rồi, vì y quan thi gióng căn bản không thể coi là minh khí bồi táng, mà địa vị phải ngang hàng với chủ mộ. Xưa này đều rất cao quý, tạo hình cần phải nghiêm nghị trang trọng, khí độ bất phàm, lại còn hết sức hãn hữu mới có, đến nay gần như là tuyệt tích, khó có thể gặp được. Tượng người đồng nằm trong quan tài gỗ đen này chẳng có hình mạo gì cả, chỉ là một khối đồng trông rất giống hình người mà thôi. Đồng thau dùng âm hòa tôi rèn, bị ngâm dưới nước nghìn năm không biến chất, sắc xanh lục ăn rất sâu vào bên trong. Vô số tượng đồng nô lệ chúng tôi gặp bên dưới cây gỗ kiện mộc được đúc hết sức tinh tế, còn người đồng này thì cực kỳ đơn giản, đến cả đường nét cũng không rõ ràng cho lắm. Mà kỳ quái nhất, cây đồng này toàn thân lỗ chỗ hệt như cái tổ ong đựng đầy cát đen. Tôi thực tình không nghĩ nổi rốt cuộc đây là cái thứ quái quỷ gì. Cổ thái nâng người đồng lên, chỉ thấy bức tượng có bốn cánh tay giơ theo những tư thế hết sức quái dị, cùng nâng một cái khay ngọc. Dưới khay ngọc có mấy hình trụ cũng bằng ngọc có rãnh truyền động. Khay ngọc nhìn rất tinh xảo, khắc rất nhiều những chữ cổ trông như nòng nọc, đều là quẻ trong kinh dịch, bí ảo tột cùng. Trong một thoáng kinh ngạc, nhất thời tôi cũng không thể nhìn ra được
rốt cuộc đây là thứ gì. Nhưng xét về bên ngoài thì dường như chính là một món mật khí dùng để bói toán thời thượng cổ. Tôi lại bảo Tuyền Béo kiểm tra lại bên trong quan tài, thấy không còn gì khác nữa. Nhưng dưới hoa tài cây san hô có một màu trụ đồng gồ lên, dường như là chỗ để dựng bức tượng đồng thô kệch này. Tôi và Tuyền Béo, Cổ Thái liền hợp sức đặt bức tượng vào đó. Chỉ thấy trong ánh sáng mờ mờ hắt bóng nước, tượng đồng nâng cái khay ngọc ẩn chứa huyền cơ kia toát lên một vẻ kỳ dị khó có thể tả nổi. Chúng tôi không ai hiểu được rốt cuộc bức tượng đang làm gì. Bảo là bói toán chiềm bốc thì e là không giống cho lắm. Tôi thầm nhủ, hồi trường đã bao lần chui vào đủ loại dị tích mộ cổ, gặp không ít những thứ ly kỳ cổ quái. Nhưng giờ đường lối cách mạng cũ lại gặp phải vấn đề mới. Bên dưới cây san hô ẩn chứa quá nhiều bí mật, cứ ở đây đoán bừa đoán bậy mãi chẳng ích gì. Chỉ còn cách trở lên phía trên nhờ xây lê dương nghĩ hộ xem thế nào thôi vậy. Cô nàng vốn có tư duy nhanh nhẹn mạch lạc, biết đâu lại giải được sự bí ảo trong này cũng không chừng. Tôi lại nghĩ chắc mình và bọn Tuyền Béo không thể nào miêu tả cái khay ngọc đầy quẻ tượng phức tạp này một cách chuẩn xác cho Sơ Lê Dương được. Thôi thì mang cả nó lên trên rồi dở ra nghiên cứu sao vậy. Ghi đoạn tôi bèn đánh tay ra hiệu cùng Tuyền Béo, Cổ Thái nâng cái tượng người bằng đồng ấy trồi lên mặt nước. Sơ Lê Dương và Minh Túc Đa Linh ở bên trên sớm đã sốt hết cả ruột, thế chúng tôi kéo theo một hình người bằng đồng quái dị vội chạy tới giúp một tay. Cả bọn lôi tượng đồng và khay ngọc lên bờ. Sau khi nghỉ ngơi một chút, tôi bèn kể lại tình cảnh dưới nước. Đến đoạn căng thẳng, ba người bọn Minh Thúc đều không khỏi biến sắc. Sao dưới nước lại có nhiều giao nhân như thế? Cũng may có tổ sư gia phù hộ, nếu không mang theo mấy cái xác trẻ con kia xuống, sợ rằng lúc này sáu người chúng tôi đã đường chia đôi ngả mất rồi. Cuối cùng tôi nói, có một cây san hô hóa thạch dưới đáy nước, không nhỏ hơn mấy so với cây san hô lớn nhất ở vực xoáy san hô phía trên kia. Cây này cắm vào một khối đá khổng lồ, hình dạng như cái đỉnh, lại đựng thêm mấy cái đỉnh đồng bên trong. Sâu hơn nữa là khe nứt có lực hút khá mạnh, dòng chảy ngầm rất xiết, xem ra chỉ có lũ cá mới bơi vào được. Người không phải cá, vậy nên cũng không có cách nào xem được bên trong ấy có gì. Minh Thúc nghe nói chúng tôi không tìm được lối thoát dưới đáy nước, lại chán rũ già, thở dài than. Ây, xem ra đời này ăn bao nhiêu, mặc bao nhiêu đều được ông trời định sẵn cả. Đúng là không muốn tin số mệnh cũng không được. Cứ đòi liều mạng đi mỏ ngọc, kết quả đúng là không về được rồi. Tuy vớt được bao nhiêu đồ tốt, nhưng xét cho cùng cũng vẫn chỉ là hoa trong gương, trăng đáy nước, một cơn mộng mà thôi. Giờ biết thế này thì tôi cứ về sư Hồng Kông cho rồi. Phá sản hết tiền thật đây. Nhưng ra đầu đường bấy cái xe bán mì phần thắn thì ít nhất cũng được đủ bữa qua ngày. Tuyền Béo đột nhiên phát hiện ra cái đồng hồ vàng nhặt trong xác tàu Mariana đã biến mất. Cậu ta coi trọng nhất là vàng thật bạc thật, từ lúc nhặt được đến giờ vẫn khư khư đeo trên tay. Không biết có phải lúc nãy tối tăm mù mịt đã đánh rơi ở đường hầm bên trong cây gỗ kiện mộc hay không nữa. Tuyền Béo bị mất đồng hồ, trong lòng vốn đã bực lắm rồi, giờ nghe Minh Thúc ủ ê than thở đã tức lại càng thêm tức, lại lập tức ngoác miệng ra chửi. Hề, kia sư cha bố nhà bác trở về rồi ấy, thì đừng có mà đụng đến cái gì nữa đấy. Đã giác ngộ thấu suốt đến thế rồi, sau này bác cứ đi bán mì vằn thắn mà sống cho yên ổn nha. Tôi vội khuyên can hai người. Hề, thôi thôi, giờ không phải lúc ăn năn hối hận với cảm thán vận mệnh chưa chiều đâu. Việc chúng ta đang làm bảo là kiếm sống bằng nghề cũng được, nhưng tôi thấy cũng chỉ là mấy lời ngụy biện dám chó mà thôi. Nói trắng ra làm cái nghề này thì đem mạng ra liều rồi. Nguy hiểm thế nào thì từ lúc trước khi lên đường ai nấy đều đã hiểu rõ. Nếu đã dám đến thì cũng phải sớm chuẩn bị tinh thần, dắt đầu và mông đít đeo về rồi chứ. Có điều chưa đến thời khắc mấu chốt thì tuyệt đối không thể dễ dàng nản chí được. Sư Lê Dương đã cẩn thận xem xét xong tượng đồng nâng khay ngọc, lúc này lên tiếng hỏi: Anh Nhất,
anh có biết cái này để làm gì không? Tôi lắc đầu đáp, hey, khó nói lắm, giống một món khí cụ dùng để suy diễn quẻ tượng thời cổ đại. Nhưng nhìn ở dưới nước, tôi thấy có mấy phần giống với một loại hệ thống chốt lẫy gì đó. Nếu ghi chép trên cái đỉnh chín chân là chính xác, người xưa hẳn rất coi trọng việc hậu sự, đã dốc hết tâm huyết, sức lực làm con đường bôn nguyệt cầu thuốc trường sinh bất tử sau khi chết. Nhưng một là vì niên đại đã quá xa xưa, lại bị nước ăn mòn xâm thực, nên có một số đầu mối chúng ta không thể tìm được. Kế nữa, tôi chưa hình dung nổi cái khai ngọc này rốt cuộc dùng để làm gì. Bên trên không hề có ký hiệu của quẻ trấn, toàn là những ký hiệu kỳ lạ chi chít, có khi phải đến hàng trăm, mà lại không hề có quẻ tượng quan trọng nhất. Sơ Lê Dương nghe tới đây, đột nhiên ngước nhìn tôi hỏi, anh vừa nói cái gì? Tôi thoáng ngẩn người giật mình đáp, trên khay ngọc không có quẻ tượng quan trọng nhất. Sao hả? Sơ Lê Dương chuyển động những hình trụ bên dưới khay ngọc, các ký hiệu trên mặt khay liền biến đổi theo. Anh nói đúng trọng điểm rồi đấy, không có quẻ tượng. Nhưng tôi phát hiện cái khay này giống như một khóa mật mã vậy, cần phải điều chỉnh về mã số chuẩn xác thì quẻ tượng mới hiển thị. Có lẽ chỉ khi nào quẻ tượng hiện lên toàn bộ thì tượng đồng này mới có thể khởi động được chốt lẫy ngầm dưới đáy nước kia. Tôi đập tay lên trán đánh bốp, đúng là càng lúc càng hồ đồ. Sự việc rõ rành rành ra thế rồi mà sao không nghĩ đến nhỉ? Tôi thử dịch chuyển cái khay ngọc mấy lượt thì lại lúng túng với vấn đề mới nảy sinh. Nếu đây là một ổ khóa mật mã, vậy mật mã có thể là gì chứ? Tôi nhìn ra những hình trụ bằng ngọc có thể chuyển động ở đáy khay ngọc này đều được đánh dấu dựa trên ám hiệu của tam thức. Nhưng tam thức là cách gọi chung của ba môn Thái Ất, Kỳ Môn và Lục Nhâm, những pháp môn dự đoán cao nhất trong kinh dịch, có nguyên lý cấu thành được đúc rút từ thiên can, địa chỉ, hà đồ, lạc thư, bắt quái, tướng số. Nói cho cùng, toàn bộ đều từ dịch mà ra, biến hóa bên trong vô cùng vô tận. Nếu có Trường Doanh Xuyên ở đây thì mày còn lần ra được, chứ tôi thì chịu, chẳng hiểu quái gì. Sư Lê Dương không biết dịch học thâm ảo nhường nào, cứ tưởng rằng tôi có thể dễ dàng phá giải khóa mật mã. Đến lúc thấy tôi chỉ trợn mắt lên mà chẳng có cách gì, bèn nhẹ giọng khuyên, anh đừng nôn nóng, thử nghĩ cho kỹ xem. Trên các đồ bồi táng của người nước Hận Thiên đa phần đều có tiêu ký của quẻ trấn. Cái đỉnh lớn dưới nước kia cũng đối xứng với quẻ trấn. Có lẽ quẻ tượng trên khay ngọc cũng phải ứng với tượng này. Hay là anh thử nghĩ làm sao để khay ngọc xuất hiện quẻ tượng của quẻ trấn đi. Đầu óc tôi vốn đang rối như mớ bòng bong, được mấy câu nhẹ nhàng của Sơ Lê Dương khơi gợi, không ngờ bỗng tỉnh hẳn ra. Sơ Lê Dương kế thừa huyết thống tiên tri tiên thánh của gia tộc, đối với mọi sự đều có trực giác cực kỳ nhạy bén. Tuy không thể nói có thể dự đoán tương lai, song lần nào cô cũng là người tìm ra được trọng điểm giữa một đống đầu mối rối như tơ vò. Tôi nghe cô gợi ý, trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ, bèn vội ra hiệu cho cả bọn không được lên tiếng, vừa lẩm nhẩm đọc câu khẩu quyết tổng của cuốn Thập Lục Tự Âm Dương Phong Thủy Bí Thuật, cơ số phân giáp tử, thần cơ quỷ trung tàng, vừa cúi đầu chuyển động những hình trụ bên dưới khay ngọc cổ. Những ký hiệu trên trục xoay nằm đan xen lần lượt là các sự vật tượng trưng cho không gian và thời gian, ký hiệu thông tin luận ra được gọi là cơ số. Sau khi được sắp xếp tổ hợp lại, có thể suy diễn thành đủ các giá trị thời gian và không gian khác nhau, cũng chính là quẻ tượng nảy sinh từ cơ số. Một quẻ tượng được thành lập ít nhất cũng phải bao gồm cơ số thiên, địa, nhân, quỷ, thần, trong đó khó nắm bắt nhất là thần. Nó đại diện cho một sức mạnh thần bí ở cõi siêu nhiên, song lại có thể ảnh hưởng đến thành bại của sự việc. Những cơ số quẻ tượng này giờ đa phần đã thất truyền. 16 chữ trong cuốn Tàn Thư Thập Lục Tự Âm Dương Phong Thủy Bí Thuật của ông nội để lại cho tôi chính là các loại ký hiệu cơ số trong 16 quẻ tiên thiên. Còn môn dịch học đang lưu truyền trên thế gian hiện giờ thì không thể so được với phép cổ về độ tỉ mỉ tinh diệu rồi. Chỉ riêng điểm này thôi cũng có thể khẳng định
Cái khay ngọc đầy những ký hiệu kỳ lạ này là một món bảo vật vô giá chứ chẳng chơi. Bậc cao nhân dịch học thần cơ diệu toán như Trương Doanh Xuyên, vì tinh lực thần trí có hạn mà gặp lúc cơ số kiệt cùng. Tôi cầm cái khay ngọc này trên tay, lại phát hiện cơ số trong khay dường như vô cùng vô tận vậy. Quẻ số của Chu Văn Vương suy diễn ra có thể đại biểu cho vạn tượng trong thiên địa, ngay cả máy tính điện tử thời hiện đại sợ rằng cứ không thể học theo nổi. Cũng may tôi đã biết quẻ tượng mình cần là chấn thượng chấn hạ, vì vậy chỉ cần truy ngược lại là được. Bằng không sợ rằng mấy người chúng tôi có nghĩ đến vỡ đầu cũng không suy nổi quẻ tượng nào. Mình Thúc đứng bên cạnh nhìn im tin tít, không dám thở mạnh. Mãi hồi lâu thấy tôi vẫn chưa có kết quả gì, không kìm được bảo: "Hê, tôi bảo này chú Nhất, chú không làm được thì thôi đi, chớ có dùng sức qua đà làm học mất cái khay ngọc này thì khôn. Tôi thấy cái thứ này mà đem đến Hồng Kông đấu giá có khi lại phải được cả trăm triệu ấy chứ." Tôi vừa có chút đầu mối liền bị lão khọm già Hồng Kông kia làm đứt mất, không khỏi cáu tiết, bực mình bảo Tiền Béo bịt miệng lão lại, kẻo cứ hễ đến thời điểm quan trọng là lão lại phá thối. Tôi vào đầu gãi tai một lúc mãi chẳng nhớ được vừa nãy đang tư duy theo lối nào, đành phải quay sang bàn bạc với Sư Lê Dương tiếp. Nếu nói những câu có nhắc đến số trong dịch đều không phải không dưng mà có, mà đều do cơ số diễn hóa ra, vậy thì câu chấn thượng chấn hạ chấn kinh bách lý chứng tỏ rằng trong quẻ chấn có số 100. Nhưng rốt cuộc phải suy diễn thế nào mới ra được đây? Nếu có thể từ số 100 này suy ngược ra cơ số thì chúng tôi đúng là cầu mong còn chẳng kịp. Chứ nếu gặp phải những hảo từ không có số như Lợi Thiệp Đại Xuyên hay Đồng Nhân Vu Giã, dẫu chúng tôi có biết toàn bộ đều từ cơ số suy diễn mà sinh thì cũng không biết cơ số ở đâu nữa. Và lại mỗi quẻ tượng đều như những thời không khác nhau, đều là một hệ thống tương đối độc lập, chỉ biết một quẻ, cũng không thể nào từ đó mà suy diễn ra một quẻ tượng khác được. Tôi nói với Sư Lê Dương: "Suy diễn kiểu này quả nhiên là được, chẳng hạn như câu tham thiên lưỡng địa nhi ỷ số, tham là 3, thiên số là 5, địa số cũng là 5, 3 với 2 vừa khéo hợp thành 5, cộng lại liền được thiên địa chỉ số. Và lại 3 là số lẻ tức là dương, 2 là số chẵn tức là âm, nhưng 3 lại là 2 cộng với 1, trong lẻ có chẵn, còn 2 lại là 1 cộng với 1, trong chẵn có lẻ, chính ứng với lẽ âm dương. Bởi thế những câu kiểu như tham thiên lưỡng địa nhi ỷ số hàm nghĩa ẩn chứa bên trong thật quá đỗi sâu xa, cơ hồ mỗi chữ đều giấu huyền cơ, toàn bộ đều luận được từ quẻ tượng trên mai rùa mà ra cả." Sư Lê Dương mừng rỡ reo lên: "Anh nói hay thế còn gì, hiểu rõ lẽ ấy chẳng phải sẽ nhanh chóng luận ra được quẻ tượng trên khay ngọc hay sao? Chúng ta xem xong hẳn sẽ nghĩ được thêm điều gì đó." Tôi thở dài bất lực nói: "Hey, đường lối tư duy thì đại khái là vậy rồi, nhưng vẫn khó hơn lên trời. Cách giải câu tham thiên lưỡng địa là do tôi nghe Trương Doanh Xuyên nói qua, còn bắt tôi từ luận ra quẻ tượng của quẻ chấn thì đòi lấy mạng tôi còn hơn. Phải biết rằng những câu số này cực kỳ phức tạp, tuần hoàn liên miên bất tuyệt. Nếu không nhờ có cao nhân chỉ điểm chân truyền rồi vùi đầu khổ công nghiên cứu kinh dịch mấy chục năm thì làm sao hiểu được chứ? Tôi có lỗi với nhân dân, tôi có lỗi với đảng, lần này sợ là có lỗi với cả mọi người rồi. Cây khay ngọc tuy thần diệu vô cùng, nhưng cũng cần phải có cao nhân hiểu được lẽ nhiệm màu của nó thì mới sử dụng được. Ở trong tay tôi thực chẳng có tác dụng gì. Sớm biết vậy thì hồi xưa tôi đã học hành chăm chỉ hơn rồi, giờ có hối hận cũng chẳng kịp nữa." Lời tôi vừa dứt, Cổ Thái từ nãy giờ vẫn ở bên cạnh xem bỗng nhích lên một bước, nói với cả bọn bằng giọng không tự tin cho lắm: "Chấn thượng chấn hạ hình như là quẻ thứ 4, nhất âm nhị dương, trong quẻ số tiên thiên có phải không?"
Chương thứ 48, Long Huyệt. Thập lục tự âm dương phong thủy bí thuật tổng cộng có 16 chương. Tên mỗi chương là một chữ. Tổng cộng 16 chữ mới gọi là thập lục tự. 16 chữ này lần lượt là thiên, địa, nhân, quỷ, thần, Phật, ma, xúc, nhiếp, chấn, độn, vật, hóa, âm, dương, không. Mỗi chữ đều là biểu tượng đặc biệt, tượng trưng cho thời gian, không gian, vật chất, sinh mệnh. Sau khi tổ hợp chúng lại, sẽ được những quẻ tượng khác nhau, có thể từ đó giải đọc ra hung cát họa phúc và quá khứ tương lai. Bộ sách cổ chủ yếu ghi chép về âm dương phong thủy học này có thể nói là không gì không bao hàm. Hơn nữa, vì đây là tác phẩm của bậc tiền bối Mô Kim Hiểu Ý, nên trong sách không chỉ có thuật phong thủy và thuật âm dương, mà còn gồm cả những miêu tả về hình thế, kết cấu, bố cục của rất nhiều mộ cổ của các triều đại. Nguyên lý gốc của bộ kỳ thư này đều bắt nguồn từ 16 quẻ tiên thiên mà Chu Văn Vương luận ra. Cái khay ngọc chúng tôi tìm được dưới hồ nước chính là một cái bàn bói cổ dùng để luận quẻ tượng bằng các cơ số thời gian, không gian, vật chất. Năm đó, từng có người đào được món cổ vật làm chấn động cả nước ở đồi Song Cát, huyện Phụ Dương, tỉnh An Huy. Nó là một cái thái ất cầu cung chiêm bàn bằng đồng thau. Rất nhiều chuyên gia từng suy đoán về tác dụng của nó, song đều không chính xác. Thực tế, nó chính là một dụng cụ bí mật dùng để luận quẻ tượng cơ số thời cổ. Nhưng các cơ số nó có thể luận còn xa mới bị kịp cái khay ngọc chúng tôi tìm được ở đây. Cái khay ngọc này làm bằng ngọc kim cương, chỉ có ở vùng đáy biển. Màu đỏ nhạt, trong suốt như pha lê, thuần khiết không tì vết, không hề bị muối và axit trong nước biển ăn mòn. Ngọc kim cương tuy gọi là ngọc, song chẳng phải ngọc cứng, mà cũng không thuộc loại ngọc mềm. Ngọc mà cổ nhân gọi đa phần đều sản sinh ở núi Côn Luân, ở dưới đáy sông cùng với cát sỏi, tính chất ấm nhuận, bóng mịn như mỡ, chia thành hai loại cứng và mềm. Ngọc mềm thuộc loại khoáng Pyroxeni, màu trắng sữa là quý nhất. Ngọc cứng thuộc loại khoáng Hornblin, tương đối khó hòa tan, màu xanh lục. Ngọc kim cương có vẻ đẹp của ngọc mềm, song lại cứng hơn ngọc cứng. Thực chất là một loại đá hiếm, độ cứng gần với thạch anh, song thấp hơn bảo thạch. Ở Trung Quốc xưa này đều cực kỳ hiếm thấy. Cái khay ngọc dùng để bói toán trên tay người bằng đồng này còn tinh diệu tuyệt luân hơn ở chỗ, thông qua sáu hình trụ phía dưới, vận dụng tam thức có thể sinh ra vô cùng vô tận cơ số. Người thường không thể nào nắm bắt được hết lẽ nhiệm màu bí ảo của nó. Nhiều năm trước, tôi vẫn muốn tìm cơ hội đọc được trọn vẹn cả quyển thập lục tự âm dương phong thủy bí thuật. Nhưng hôm nay, khi cầm cái khay ngọc để chiêm bói này trên tay, trong lòng mới bắt đầu hiểu ra. Cho dù xem được 16 quẻ tiên thiên, thì với trình độ của kẻ nửa đường xuất gia dở dở ương ương như tôi đây, thực tình cũng căn bản không thể giải đọc được thiên cơ ẩn tàng trong ấy. Trước đây, có thể tôi đã đánh giá quá cao bản lĩnh của mình, bây giờ thì chỉ biết trố mắt ra nhìn. Rõ ràng biết là phải làm cho khay ngọc hiển thị quẻ tượng chấn thượng chấn hạ, nhưng hoàn toàn không biết phải bắt đầu từ đâu với đám cơ số thái ất phức tạp rối tinh rối mù này. Đành lắc đầu thở dài với Sơ Lê Dương, xem chừng lại phải nghĩ cách khác rồi. Không ngờ cổ thái lại đột nhiên đứng lên, nói là có thể dùng khay ngọc luận ra quẻ chấn. Cả tôi và những người khác đều không ngờ cậu ta lại hiểu môn này, vừa kinh ngạc vừa ngờ vực, nhất thời hoang mang, không dám tin những lời ấy lại thốt ra từ miệng thằng nhóc mò ngọc ở miền hải đảo hoang vu. Phải một lúc sau, bọn tôi mới định thần được. Mình thúc nghi hoặc nhìn cổ thái nói, nhóc con này, sao cậu lại biết được quẻ số tiên thiên cơ chứ hả? Giờ tính mạng của cả bọn chúng ta đều phải dựa vào nó đấy, không phải là lúc đùa được đâu. Rốt cuộc... Không đợi Minh Thúc nói hết, Tuyền Béo cũng chõ miệng vào. Hề, nghề nào nghề ấy,
bán thuốc cao với bốc quẻ thì phải nhờ đến cậu Nhất nhà ta. Tổ tiên nhà cậu ta kiếm cơm bằng cái nghề ấy mà. Và lại, chân lý xưa này luôn nằm trong tay số ít, chứ không phải tùy tiện kẻ nào có óc đều hiểu được đâu. Thằng nhãi đánh cá nhà cậu đừng có bốc phét nữa, không khéo lại khiến cả bọn mất mạng thì một mình cậu chẳng gánh được đâu. Cậu có biết cái mạng của tuyển béo đại nguyên soái này bao nhiêu tiền một cân không hả? Cổ Thái bị Minh Thúc và Tuyển Béo xả cho một chặp, càng đỡ người ra. Một chút lòng tin ít ỏi bay biến, lắp bà lắp bắp, chẳng nói lên lời nữa. Nhìn bộ dạng của cậu ta, tôi giật mình tỉnh ngộ. Tổ tiên của đàn nhân chẳng phải chính là chủ nhân của Quy Khư hay sao? Người nước Hàn Thiên tinh thông quẻ số, lẽ nào những điều cơ mật thời xa xưa ấy lại vẫn được các Long Hộ bảo lưu cho đến tận bây giờ? Cần phải hỏi Cổ Thái cho rõ ràng mới được. Cậu ta chỉ là một đứa trẻ mồ côi sống trên đảo vắng, làm sao có thể nói ra được câu chấn là quẻ nhất âm nhị dương cơ chứ? Nghĩ tới đây, tôi vội xua tay nói với cả bọn: mấy người đừng có mà đoán bừa. Có phải chân lý xưa nay vẫn luôn nằm trong tay số ít không? Đương nhiên không phải rồi. Có điều, trong một thời điểm nào đó thì cũng đúng là nằm trong tay số ít người thật. Bao đời Long Hộ trải qua mấy nghìn năm mà vẫn lưu truyền được hình xăm thấu hải trận cho đến tận ngày nay, tự nhiên là có thể biết được quẻ số tiên thiên rồi. Chỉ bằng cứ để cậu ta thử một phen cũng có mất gì đâu. Sơn Lê Dương đưa cái khay ngọc kim cương cho Cổ Thái. Cô biết cậu ta ăn nói vụng về, bèn bảo cậu chàng không cần phải nghĩ ngợi gì nhiều, cứ thoải mái mà thử. Đà Linh không biết Cổ Thái có hiểu quẻ tượng cơ số là gì không, luôn miệng nhắc nhở cậu ta không được làm bừa. Cổ Thái tập trung toàn bộ tinh thần, nhìn chằm chằm vào các loại ký hiệu trên khay ngọc. Dường như có thứ gì đã gác xó trong đầu cậu từ rất lâu rồi không dùng đến, cần phải vắt óc lục tìm mới nhớ lại được. Quẻ số trong Quy Khư hàm chứa các tiên thiên bát quái lẫn hậu tiên bát quái. Tương truyền, thiên nhiên bát quái là do Phục Hy sáng tạo ra, nên còn gọi là Phục Hy tiên thiên bát quái. Hậu thiên bát quái là phát minh của Chu Văn Vương, dựa theo số cửu cung trên hạ đồ Lạc Thư. Chu Văn Vương thần thông quảng đại, đã dung hợp tiên thiên bát quái và hậu thiên bát quái để luận, thấu được mọi lẽ biến hóa của trời đất, đó chính là 16 quẻ toàn thiên. Sau thời Tây Chu thì 16 quẻ toàn thiên đã không còn xuất hiện nữa. Một vị mục kim hiệu úy đời Thanh tình cờ phát hiện ra quẻ tượng toàn thiên trong bộ cổ thời Tây Chu, mới dựa vào đó mà biên ra bộ Thập Lục Tự Âm Dương Phong Thủy Bí Thuật. Vì cuốn sách này đã bị hủy mất một nửa, nên những gì tôi biết và học được chỉ giới hạn ở bí thuật phong thủy. Còn quẻ tượng âm dương biến hóa thập phần tinh vi thì tôi gần như hoàn toàn không hiểu. Mà đến nửa năm gần đây, tôi mới dần dà tiếp xúc với một số nhân sĩ trên giang hồ. Nhưng dịch lại là đạo biến hóa không ngừng nghỉ, nội dung đa phần đều phải tính toán suy diễn. Nếu chỉ biết qua loa đại khái thì so với không biết còn tệ hơn nhiều. Có điều Cổ Thái vừa bột miệng nói ra quẻ chấn nhất âm nhị dương, tôi đã hiểu ngay cậu ta biết gì đó. Và lại phòng chừng nội dung mà cậu ta biết có lẽ còn thuộc về quẻ số tiên thiên nữa. Bát quái trong dịch bao gồm càn, khảm, cấn, chấn, khôn, đoài, ly, khảm. Theo thứ tự của tiên thiên bát quái lần lượt là càn nhất, đoài nhị, ly tam, chấn tứ, tốn ngũ, khảm lục, cấn thất, khôn bát. Chấn nằm ở vị trí thứ tư. Còn trong hậu thiên bát quái, quẻ chấn lại nằm ở vị trí thứ ba, đi qua vị trí trung ngũ ở giữa. Thứ tự lần lượt là khảm nhất, khôn nhị, chấn tam, tốn tứ, càn lục, tốn thất, cấn bát, ly cửu. Sử dụng nguyên lý đem cơ số thể hiện sự biến hóa của thời không theo hình xoáy ốc để luận các việc xảy ra trong tương lai. Đây là loại quẻ số hiện nay vẫn lưu truyền khá nhiều. Chỉ thấy Cổ Thái lần lượt chuyển động các hình trụ, mấy trăm lỗ thủng trên cái khay ngọc nhanh chóng thay đổi, đóng mở liên tiếp. Các cơ số mới nảy sinh dần dần
hình thành nên quẻ tượng. Mấy người kia nhìn động tác của cổ thái đều ngơ ngác chẳng hiểu gì. Chỉ có tôi là nhìn ra được một chút manh mối. Quẻ chấn là quẻ nhất âm nhị dương. Số dương là 9, số âm là 8. Dựa vào vị trí thứ tư của quẻ này để luận. Nhất dương là 49-36, nhất âm liền được 84-32, thêm nhất âm nữa lại được 84-32, cộng lại vừa khéo được số 100, sinh ra bách lý bên trong quẻ tượng. Còn đoạn hào từ chấn lai hích hích, tiếu ngôn ách ách, làm sao có thể dựa vào cơ số để diễn dịch ra thì tôi nhìn mà chẳng hiểu gì cả. Có điều tôi biết trong quẻ số tiên thiên, quẻ số của hai mặt đối lập nhau cộng lại đều bằng 9, là số lớn nhất trong các số dương. Trời là dương, đất là âm. Trong hậu thiên bát quái, tổng của hai mặt đối lập đều là 10, ý chỉ đất. Các cơ số mà cổ thái đang suy diễn đa phần đều là số dương. Xem ra các phản ứng mà quẻ tượng chỉ đến toàn bộ đều là hiện tượng tự nhiên, đối ứng với ẩn ý việc tế trời không thể ngừng lại của quẻ chấn đây. Tôi không kìm được phải thốt lên với cổ thái: "Nhóc con, cậu giỏi thật đấy, cả quẻ tượng tiên thiên cũng luận ra được." Cổ thái nghe tôi nói vậy liền biết phương pháp của mình không sai. Những thứ này cậu ta đều được cha ruột đích thân truyền thụ từ hồi 12-13 tuổi. Cha cậu ta bảo đó là những bài thần chú cổ xưa mà con cái của Long Hộ Lạt Gia phải học thuộc từ nhỏ, nhưng chẳng rõ có tác dụng gì. Và lại xưa này cậu ta cũng chẳng biết được những câu chữ thâm ảo khó hiểu ấy là quẻ tượng cơ số gì cả. Không ngờ lúc này chúng lại có tác dụng lớn như vậy. Cha mẹ cậu ta ở trên trời con linh hẳn cũng thấy được an ủi lắm. Cây hề ngọc dùng để bói toán chia làm mấy tầng. Mỗi tầng đều có vô số những lỗ nhỏ, to như ngón tay, hoặc lớn hoặc nhỏ, phân bố không đều. Khi cổ thái luận ra số cuối cùng, một số lỗ trên các tầng liền thông suốt với nhau, xếp thành tiêu ký của quẻ chấn. Cánh tay người đồng đỡ khay ngọc chợt vang lên tiếng chốt lẫy chuyển động. Sau mấy tiếng cạch cạch, từ các lỗ chứa đầy cát đen trên thần tượng nhô ra mấy chục cái đầu giao nhân đúng bằng đồng. Bọn giao nhân hình dạng hết sức hung dữ, to cỡ cánh tay trẻ sơ sinh, con nào con ấy há mồm như thể đang ngậm ngọc, nhưng khoang miệng trống không. Cả bọn thấy cổ thái khởi động được cơ quan trên người đồng, đang định giao vàng mừng rỡ. Chẳng ngờ trên thân thể tượng đồng bốn tay đang nâng đỡ cái khay ngọc ấy lại thò ra mấy chục cái đầu giao nhân bằng đồng, liền không khỏi ngây hết cả người ra, nhất thời không thốt lên được tiếng nào. Mấy người đều nhìn chằm chằm vào những cái miệng trống rỗng ấy, trong lòng chợt dấy lên câu hỏi: cái thứ quỷ quái gì nữa đây? Tôi thò tay sờ sờ vào chỗ miệng giao nhân bằng đồng. Thứ cát màu đen tuy có khả năng hội tụ âm khí, nhưng xoa tay lên không cảm thấy bên trong có chút lực hút gì mấy. Cái rãnh trong miệng giao nhân ấy rõ ràng là dùng để cố định một viên nam châu lớn. Tôi ngạc nhiên nói: trong miệng con giao nhân trợn mắt lên này, hình như để đặt minh châu Nam Hải. Sư Lê Dương nói: trên cái đỉnh chín chân có hình khắc núi tiền dưới đáy biển chôn lấp một vầng trăng, phòng chừng còn phải đặt minh châu vào miệng giao nhân rồi đưa tượng đồng này xuống chỗ dưới nước. Khi ấy ngọn núi ở quy khư sẽ nứt ra, cường thì trong quan tài sẽ theo dòng nước nổi lên trên mặt biển. Lẽ nào lại đúng là như vậy? Mình thúc thấy có hy vọng thoát thân, rối rít nói: hề, những kẻ làm nghề mỏ ngọc mưu sinh chẳng ai là không biết truyền thuyết cổ xưa về ngọn núi tiền nơi đáy biển chôn lấp mặt trăng cả. Trăng là tinh hoa của nước, minh châu là tinh hoa của trăng. Kỳ thực minh châu cũng tức là minh nguyệt vậy. Ngọc kim cương là ngọc cổ dưới đáy biển, châu ngọc tương ứng, ánh sáng tỏa ra hẳn còn rạng rỡ hơn cả ánh trăng ấy chứ. Chỉ có điều muốn nhét đầy những cái đầu giao nhân trên tượng đồng này sợ phải dùng đến mấy chục viên minh châu thượng phẩm mất. Đà Linh và cổ thái ở bên cạnh cũng gật đầu, ý rằng mình thúc nói không sai. Truyền thuyết có vầng trăng bị chôn ở núi tiên nơi đáy biển đích thực được lưu truyền rộng rãi trong giới mỏ ngọc, không ai là không biết. Tôi nghiến rằng xem ra quả này không thả còn sản sắt
thì đừng hòng bắt được con cá rồ rồi. Chỉ có cách đem hết mình trầu chúng tôi mò được ở vực xoáy san hô nhét vào mồm Giao Nhân, sau đó thả người đồng xuống đáy hồ, chỗ bên dưới cây san hô thôi vậy. Còn chuyện có thể khiến núi tiên tách ra, nước biển dâng đẩy cương thi lên mặt biển hay không thì đến lúc ấy mới biết được. Hiện tại tôi không thể nào tưởng tượng nổi trăm viên Minh Châu làm sao có thể dẫn đến biến hóa lớn chừng ấy nữa. Tuyên Bé vội vàng ôm chặt lấy cái túi đựng Minh Châu. Này cậu Nhất kia, tôi bảo cho cậu biết nha, cái này không dùng được đâu. Nhiều đầu cá thế này, nhặt bao nhiêu cho đủ đây. Tôi không thể không nhấn mạnh lại một lần nữa, tham ô lãng phí là tội nặng lắm đi. Tôi lắc đầu nói với Tuyền Béo, phạm tội cái quái gì chứ, nguyên tắc của Mưa Kim Hiệu Ý là bỏ tiền bỏ của chứ không bỏ mạng. Chúng ta đều là người có bản lĩnh, nhưng nếu không sang được Mỹ thì vớt bao nhiêu đồ quý giá cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Với lại cậu còn con người cá, vậy áo phỉ thúy của nhà Phật giá trị liên thành nước cơ mà. Sang đến Mỹ chúng ta tiêu pha tiết kiệm một chút thì cũng đủ đập phá nửa đời rồi. Nói thì nói thế, nhưng nhìn cái túi đựng nam châu, tôi lại không kìm được ý nghĩ bùng lên trong đầu. Liều mạng mò vớt nửa ngày dưới biển, chỉ được có 32 viên minh châu. Sau khi Nguyễn Hắc qua đời, lại bỏ vào miệng ông ta một viên để giữ gìn thi thể. Giờ chỉ còn lại 31 viên. Mỗi viên đều là tinh hoa hải khí của dư mạch Tam Long ngưng tụ mặt thành. Nếu tất cả chìm hết xuống đáy biển thì dẫu là ai cũng đều thấy đau lòng mà thôi. Và lại số lượng cũng cách biệt quá lớn, 31 viên này còn lâu mới đủ dùng. Sư Lê Dương cầm mấy viên minh châu cho vào miệng Giao Nhân. Quả nhiên bất kể viên ngọc to như thế nào đều bị cái đầu Giao Nhân bằng đồng ấy hút chặt. Có điều ít nhất cũng cần hơn 60 viên minh châu ánh sáng chiếu xa của cả trăm bước mới đủ nhét hết chỗ đầu cá này. Ngay cả Sư Lê Dương cũng không thể không lắc đầu thở dài. Không ngờ người nước Hận Thiên ngày xưa lại chịu chơi đến thế. Dẫu là chui vào trong mộ Đường Thái Tông hay Tống Thái Tổ cũng chưa chắc tìm được mấy chục viên minh châu quý giá thế này. Giờ đây bảo chúng tôi tìm đâu ra cho đủ hơn 60 viên đây cực chứ. Cô Thái nhận ra mọi người đang âu sầu ủ rũ, dường như là thiếu nam châu, bèn vội chỉ tay xuống nước, khua chân múa tay loạn xị, lắp bà lắp bắp, bên dưới có long huyệt. Mình thúc thấy vậy vội bảo cậu ta nói rõ ràng ra. Nghe xong thì dịch lại với chúng tôi, thì ra cổ thái là long hổ, có rất nhiều khả năng thiên bẩm dưới nước, đặc biệt là sở trường nhìn sắc nước nhận long huyệt. Vừa rồi cổ thái cùng tôi với Tuyền Béo lặn xuống bên dưới cây san hô có Giao Nhân xuất hiện, đã thấy đáy nước có một khe sâu. Cậu ta tinh thông thủy tính, thoạt nhìn dòng chảy kỳ lạ bên dưới liền biết ngay bên trong khe sâu ấy ắt có chai ngọc sống đã nghìn năm. Đó là một vùng châu mẫu hải, quanh năm không thấy ánh mặt trời, quá nửa là có chai cụ chai kỵ ẩn náu. Chai ốc dưới biển không giống chai ốc nước ngọt, một con chỉ có một viên ngọc, mà chai cụ hay còn được gọi là châu mẫu dưới đáy biển, lắm khi một con có đến cả trăm viên ngọc cũng không chừng. Châu mẫu còn to hơn xà cừ gấp 10 lần, chỉ có ở trong những hang động hoặc khe sâu dưới đáy biển. Ở vùng biển sản sinh ra nhiều ngọc quý, bên dưới ắt hẳn phải có châu mẫu. Tương truyền châu mẫu là do trai già hóa thành tinh đã ngậm đến trăm viên minh châu rồi, nên dù trên trời chẳng sáng mấy nó cũng vẫn nằm im lìm trong khe sâu, tuyệt đối không ló ra ngoài. Dần mò ngọc dù có người lần theo dấu tìm được đến chỗ gần nơi có trai cụ trai kỵ, cũng rất khó phát hiện ra con trai khổng lồ đã gắn thành một thể với dạng đá ngầm. Thậm chí có nhiều người bị nó mê hoặc, rốt cuộc biến thành thực phẩm nuôi trai tinh. Trai cụ ngậm một số lượng lớn minh châu ẩn mình dưới nước sẽ sản sinh ra bạch sung tần số thấp, tuy không ảnh hưởng nhiều đến cơ thể người nhưng sẽ làm nhiễu loạn nghiêm trọng tín hiệu điện tử. Vùng biển vực xoáy san hô thường xảy ra hiện tượng tàu bè mất điều khiển gây tai nạn. Ngoài nguyên nhân thời tiết trên biển biến ảo khó lường ra, e rằng châu mẫu dưới đáy biển này cũng khó tránh khỏi can hệ. Lúc trước bọn tôi chưa kịp dành thời gian nghĩ kỹ xem cỗ xương rồng trong hình xăm ấy rốt cuộc là thứ gì, và lại những ghi chép liên quan đến châu mẫu tuy nhiều, song trên thực tế rất ít người bắt được loại linh vật này. Hơn nghìn năm nay
chưa ai từng trông thấy. Thành ra ngay từ đầu bọn tôi đã không nghĩ theo hướng này. Tới khi cổ thái nhìn sắc nước, nhận ra có châu mẫu nơi đáy nước, chúng tôi mới biết thì ra hình xương rồng xăm trên lưng cậu ta chính là ký hiệu của Long Huyệt. Dân mỏ ngọc xưa này đều cho rằng ngọc là thứ rồng ngậm trong miệng, vùng biển nào có ngọc họ đều gọi là Long Huyệt hay Long Cư. Lúc này xung quanh bộ xương cá voi tinh lặng như tờ, hơi lạnh trong không gian càng thêm nồng đậm. Cả bọn bàn bạc sơ sơ rồi quyết định đánh liều một phen. Nếu dưới khe sâu ấy có châu mẫu ngậm trăm hạt minh châu thì đành phải liều mạng lặn xuống giết trai đoạt ngọc thôi. Nhưng hành động lần này có thể nói là hung hiểm khó khăn dị thường, vì chúng tôi không ai có kinh nghiệm đối phó với loại trai cụ trai kỵ đã sống vạn năm thành tinh này bao giờ. Tương truyền giống này có thể biến ảo ra cảnh tượng là mê hoặc người ta, và lại còn ẩn náu rất sâu giữa dòng nước xiết bên dưới khe vực, xung quanh sôi sục xoáy nước liên miên không dứt, dấu liều mạng cũng chưa chắc tiếp cận được. Bọn chúng tôi đang chưa biết tính sao thì Minh Thúc chợt nảy ra một kế. Trong cái vỏ ốc ở di tích bên dưới, chúng tôi từng kiếm được mấy món dụng cụ chuyên dùng để giết trai lấy ngọc thời thượng cổ. Trong đó có một cái xác mồi làm bằng bộ da phụ nữ. Thứ này có thể dụ bọn trai cụ trai kỵ há miệng. Có điều, để cõng cái xác mồi đầy âm khí nghi ngút ấy lên lưng, miệng ngậm dao găm bổ vào giữa dòng chảy hỗn loạn, ngoại trừ cần một lá gan lớn hơn trời và khả năng bơi lội xuất sắc ra, còn phải có tâm thái không coi chuyện sinh tử vào đầu nữa. Người có thể nhận trách nhiệm này ngoại trừ Long Hổ ra thì chẳng còn ai khác. Giờ phút này, bản lĩnh nặn nước hơn người của cổ thái bỗng chốc đã trở thành tia hy vọng cuối cùng của chúng tôi.